Họ chỉ muốn tiền thôi. Em nghĩ coi, nếu như mình chết rồi ai... Nói cho anh biết thì có được cái gì đâu. Anh cũng đâu có chịu giúp cho tôi. Tôi nếu giúp cô thì cô chịu nói hả? Có phải à, mai mốt mình đám cưới rồi á, chính mình còn lo không xong nữa, còn phải lo cho ông. Anh có nghĩ tới tình thân hay không? Tại sao anh không suy nghĩ coi ở đâu mà có? Không thôi bán căn nhà của mình đi. Anh toàn cho chỗ này là gia phả đó. À, được 128 128. Nè, có thấy Quyền Lâm vô chưa? Tôi đang kiếm ổng rồi nè. Xảy ra chuyện gì? Bây giờ các loại của anh á bị tụt hết rồi. Coi kìa. Nè, có cách nào kiếm ảnh giùm tôi không? Để tôi gọi anh thử. Nữa rẻ quá rồi, trả tiền đi. Cảm ơn mày, muốn tới nữa nha. À, của ông đây. Họ okay. À, sao rảnh vậy? À, đắt khách quá nghe ha. Phải à, thế nào, có cần tao giúp mày hay không? Thôi khỏi, cứ ngồi uống nước còn hay hơn. Không được, tụi bay làm tới mồ hôi mồ hám, chẳng lẽ tụi tao phải khoanh tay đứng nhìn hay sao hả? Nè 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 nè, có gì cho tao làm hay không? Đúng rồi, ở trong còn một đống ly chưa rửa đó. Đừng để tao rửa cho. Ê Mimi à, không cần đâu, mất công lát nữa mình mấy của bà bị dơ hết đó. Tao chịu rửa là tao đã dự trù rồi. Để bà rửa đi, coi rửa được bao lâu chứ. Ây da, mà bà sao nói sóc tao vậy chứ? Không phải nói sóc bà đâu, coi bà làm tao khô tới chừng nào. Điên rồi, bộ mày tưởng tao chưa có từng rửa ly hay sao chứ? Tao muốn giúp cho tụi nó thôi. Vậy làm đi. Nè 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 nè, thôi Mimi à, thì không cần mà. Cô à, để bà làm đi, bữa nay bà không làm được, bà không ngủ được đâu. Vậy để tôi đi vô. Không cần, tao tới đây hoài mà tao không biết chỗ sao. Cô làm chuyện của cô đi. Được, cảm ơn. Làm ơn tránh ra đi. Quả cái quỷ này suốt đời cũng thô bạo như vậy. Wow, ly tách đồ thiệt nhiều vậy hả? Sao, muốn rút lui không rửa hả? Cái gì chứ? Ý tao muốn nói là tại tụi nó bán đắt quá tới như vậy. Ồ, vậy bà không nói ngược được à? Nè, đừng có nói sóc tao hoài chứ. À, xin lỗi, nhà không nhỏ không lớn, tối pha còn đấm mới được. Ôi, đau vậy? Làm việc đi, nói nhiều quá hả? Không giúp thì đi chỗ khác chơi, đừng có làm trở ngại. Hay lắm, muốn chọc tức tôi hả? Để tôi tức mình nhào vô phủ bà có phải gì không? À. Bộ mày tưởng mì mì bở lắm hả? Ê, làm đi, tao rửa mày xả nước. Để tao xả nước cho. Nói thì nói nha, kỳ này hắt cấy làm điều trả hay quá hả? Cái thằng hắt cấy này nó có thời quá, kiếm được con Coco này giúp được nó. Thì cũng đúng, Coco được lắm chứ. Mày cảm thấy Coco thế nào hả? Tôi nói là được lắm, tức là tốt lắm đó. Cô không hiểu. Mày nói vậy tức miễn cưỡng thôi. Có cần là nói rõ ràng hay không chứ hả? Mày nghĩ coi tao nhận cổ là con nuôi được không? Bà đã có bốn đống rồi nha. Tụi bay lớn hết rồi, mai mốt có vợ con hết á, còn ngó ngàng đến tao nữa sao? Nhưng mà mai mốt cũng lấy chồng vậy. Con gái thì khác, con gái dù mai mốt có gả tới chỗ thiệt xa đi nữa, nó cũng vẫn theo mẹ. Sao thấy con quỷ theo bà đi? Chê, mày sợ mai mốt nó lấy chồng rồi không theo tao nữa hả? Bà thích người ta thôi, chứ chắc người ta thích đâu bà già.
Ồ, không phải đâu, tao cảm thấy tao với nó hợp lắm. Nó chắc chắn chịu mà. Nè, mày nghĩ coi chừng nào nói mới hay đây. Cần gì phải nghĩ chứ, nói đại tối nay đi. Thiệt mau vậy hả? Chơi mau à, về đến năm 10 năm đi. Nè, bộ chơi ngược tao vậy hả? Đừng giận nha, giận lên nhăn nhó không đẹp đâu à. Mày đừng có sợ tao sẽ bị nhăn. Mặt mày của tao cần lắm, làm gì có lần nhăn. Ê, sao bữa nay cuốn quẩy vậy? Bữa nay dỗ của ai ha? Nói bài bạ dịp miệng mày đi. Vậy tại sao bữa nay lại cúng? Không liên quan tới mày đâu, đúng không gọi đi ha. Nè cô khô, cô ở đây đã lâu rồi, cô cảm thấy tụi thế nào? Bác đối với con rất tốt, con cảm ơn bác. Còn thằng Mập đối với cô thế nào? Con coi ảnh tới mức độ như là anh ruột của con vậy. Hợp cái thì thế nào? Còn phải hỏi nữa sao? Quan hệ của chúng tôi rất là thân thiết. Very good ha. Nè cô khô, cô đã ở đây lâu lắm rồi đó ha. Bộ bà muốn đuổi cổ hả? Ai nói phải đuổi cô đi chứ? Ai đuổi cô đi tao sẽ đuổi cả đó. Không cần nói hát cái đâu, đừng xíu vô, đứng sang chút. Cô khô, tôi đây muốn nhận cô làm con nuôi. Muốn nhận con làm con nuôi hả? Chịu không? Chịu chứ. Tôi phản đối. Hát cái, tại sao mày nói như vậy? Tao không hiểu nha. Bà nhận cổ làm con nuôi thì sẽ chia sức hết phần của tôi. Vậy chia sức mày cái gì hả? Chia sức nhiều thứ lắm. Chia sức niềm thương với mọi người cùng tôi. Cho tao, tao muốn ói quá. Còn nhiều cái lắm. Cổ sẽ dành toilet với tôi nữa đó. Bây giờ cổ đang đứng ở đây mà. Không phải đâu. Bây giờ tôi là chủ nhà mà cổ là ở trọ. Tôi xài toilet, cổ đâu có quyền dành của tôi. Làm con nuôi rồi thì khác đó. Phải. Nè cô khô, tôi thì không có hiểu. Hắc cấy rõ ràng là chăm đối với cô, tại sao cô lại bình nó? Con nói lý lẽ thôi. Cô nói đúng đó, bình lý chứ đâu có bình thần. Chỉ vì dành toilet mà mày cản tao nhận con nuôi. Mà bà, phi lý đó nha. Hoàn toàn không đúng với nội dung. Kịch bản đã bị trên lượt. Phim xấu. Còn có lý do khác nào phản đối không? Có chứ. Bà nhận cổ làm con nuôi á thì tiệm trà tôi mất đi một người làm giá rẻ. Dư thừa không hợp lý. Phản đối vô hiệu, nghĩ cách khác đi. Giúp anh nghĩ cách coi. Nghĩ không ra cách nào khác phải không? Tao đếm tới 3 tiếng là coi như cuộc đấu thầu xong. 3, 2, 1. Xong hết. Cô qua đây. Mimi không nhận cổ được đâu. Tại sao không được chứ mày? Bởi vì tôi đang yêu cô. Cái gì? Tôi nói với các người là tôi đang yêu cổ nè. Mày nói lớn tiếng quá làm tôi điếc lỗ tai luôn rồi nè. Thương nhau không để cho má mày làm con nuôi chứ mày. Đâu có được. Vậy là loạn luân rồi. Mày lo xa quá. Hai đứa bay đều có quan hệ huyết thống làm gì mà có loạn luân. Hả? Mình làm anh em nuôi rồi có thể thương nhau được sao? Mấy chuyện này em cũng không có biết rõ. Bà coi hai đứa tụi nó cộng lại hơn 50 tuổi mà không biết ngủ luôn thiệt là tốt chết. Cô, vậy cô có chịu không? Tôi đồng ý. Vậy mau qua đây quỳ xuống đi, còn bây giờ mau ngồi xuống đi. Hãy mau kêu má nuôi đi. Má nuôi. Nè, bữa nay nhận thì kêu bữa nay thôi, bình thường đừng có kêu nữa, vẫn kêu mì mì đó nha hả? Nhận con nuôi có chút xíu gọi là. Má nuôi có một chiếc nhẫn tặng cho con ha. Nè, chúc con vạn sự như ý, muốn cái nào được cái nấy. Cảm ơn Mimi. Ngoan lắm. Chào em. Làm em hết hồn hả? Tôi hoài bị em làm hết hồn thì đúng. Lúc em hứa làm con nuôi của Mimi hả? Anh sợ đến muốn xỉu luôn. Anh đúng là khùng hả? Có khi nào em làm con nuôi của Mimi rồi mình lại bị loạn luân chứ? Vậy à, sao tối qua em không nói? Thì em tưởng như vậy đó mà. Thì đó, còn cười anh. Ê, còn đeo cái gì nữa cởi ra đi. Thôi đường, em sợ Mimi thấy thì không được vui. Em nói sợ rớt cho nên cất vô là được rồi mà. Em coi chiếc nhẫn mà đeo vô trong tay của em, hoàn toàn thấy em không được cao sang, phải không? Cởi ra đi. Anh rắc rối quá. Nè, em xoay mặt qua. Gì? Không cái đã. Làm gì kỳ vậy? Càng hay, như vậy thử được em có mùi đàn bà không? Lẹ đi. Đừng mà. Sợ gì chứ, bộ chưa từng hôn em hay sao? Thật kỳ quỷ. Được làm quỷ trong người của em, làm quỷ cũng đáng lắm. Hai bài muốn loạn luôn hả? Loạn luôn cũng phải đóng cửa lại chứ, người ta thấy hả, ngâm lồng heo đó nghe. Ê, tiếp tục. Ê, đừng mà. Anh đi rồi mà, sợ cái gì? Đừng mà. Được rồi, thế khỏe lắm. Mà bà, sao hả? Bữa nay có bận hay không? Bữa nay là bạn nghỉ ẩm. Vậy đúng rồi. Bà trù tôi à?
Đâu có phải. Ý của tao nói nếu như mẹ ở không á thì đi với tao đến thăm chú cậu để mà còn thế nào. Vậy em để cho bà nói được. Cho ly cà phê đi. Trà thơm quá. Ăn thử bánh chỗ này đi, ngon lắm đó. Tôi và bà già tôi có tình thức thăm coi chú thế nào mà. Cảm ơn, cảm ơn. Chú cứ làm vài ba tháng đi rồi sẽ quen thôi. Hy vọng là vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, làm gì vậy? Có giận mặt không? Muốn gì về nhà đi. Ê, ông chủ, chủ à, nè lau giùm đi. Được, được. Ê, dạ, chú cậu à, rảnh rang làm ơn lấy lau giùm đi. À, tôi đi liền. Dạ. Xin lỗi nha, tôi có công việc phải làm. Được, đi làm việc đi. À, không sao, không sao, để tôi lau cho hả? Để tôi đổ bình trà khác cho. Ê, 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 lau nhà trước kìa. Sao mà chậm chạp quá vậy? Tiếc tình. Mà bà, có cần giúp ổng hay không? Bà để ổng tự đối phó đi. Cái gì cũng giúp ổng, mất công hại thêm. Ăn đi, cái này không phải để cô coi đâu. Các anh à, dở chân lên giùm đi ha. Dở chân giùm đi. Ông muốn chết hả? Cái chân của tôi cũng lao luôn. Muốn giỡn mặt à? Tôi để kêu ông dở chân lên hai lần rồi mà. Ông nghĩ tôi dở chân hả? Ông phải nói lớn tiếng chứ. Bộ ông câm à? Hả? Tôi đã nói hai lần rồi. Chuyện gì? Nè ông chủ à, ông già này nè, lao nhà lao luôn cái chân của tôi, bộ giỡn mặt hả? Có phải không? Xin lỗi. Ây da, ông à, ông làm cái gì phải cẩn thận chứ. Làm dở chân người ta rồi, xin lỗi đi. Ông chủ, tôi đã kêu ông dở chân lên hai lần rồi, tại ông không có nghe thôi. Ây da, dù quấy dù phải cũng vậy. Mà xin lỗi cho người ta đi, lẹ đi. Tôi đâu có làm gì quấy đâu. À bà, làm gì vậy? Giúp ông đó. Sao hồi nãy mày nói để cho ông tự đối phó? Bị ăn hiếp như vậy mà không giúp sao được. Nè, nếu anh không chịu xin lỗi hả, tôi đuổi anh đó. Không cần xin lỗi. Nè, chú cậu chú làm đúng mà. Nếu gì làm thì đừng làm nữa. Đi về đi, đi. Thôi đi, đi, đi. Nè, sợ cái gì chứ. Nè, là sao chứ. Tôi thật vô dụng quá. Cả cái việc lau nhà lau bàn mà tôi cũng làm không xong. Thực tế tôi không thích hợp với xã hội này. Tôi phải trở lại căn nhà của tôi cho xong. Chú trở về đó làm gì vậy chứ? Không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Chú có tài có chân, sợ không có việc làm sao? Tuổi tác của tôi như vậy, đâu còn ai chịu mướn tôi nữa. Chú chưa tới 60 mà còn sức khỏe nữa, làm gì mà không có ai mướn? Có nhiều người đã 40 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm ra công việc làm nữa. Mimi à, chú cậu à, sợ gì chứ, có thể bán lề đường mà. Bán lề đường mà dễ xin bà Tăng lắm sao? Nếu không có bà Tăng một ngày phải chạy biết bao nhiêu cảnh sát. Có thể đi phát tiền đường. Phát tiền đường đâu cần phải chạy cảnh sát. Cái đó chỉ có chút tiền, còn ít hơn là tiền trợ cấp tuổi già làm sao mà sống đây. Ha, bà làm người quản lý chú cầu hồi nào vậy? Giúp người thì chẳng thà đừng có giúp. Hễ giúp là phải giúp đến dầu sôi lửa bỏng. Tôi không có ăn học, tôi không biết cái đó là cái gì hết. Mày không biết tao biết. Để tôi tính giùm cho. Thôi khỏi đi Mimi. Hảo ý của cô tôi cảm ơn nhiều. Tôi lấy đầu người bảo đảm, nếu không có việc làm cho chú tôi sẽ nuôi chú suốt đời. Mimi, đừng. Mimi. Chú cầu à, kìa đi. Bà muốn giúp chú mà, để bà nuôi chú suốt đời đi. Thôi đi đi đi. Giỡn không hả? Biểu tôi phải mướn chú cậu. Mày làm gì lớn tiếng vậy? Đúng, đúng là tánh ổng có vấn đề. Nhưng ổng là lương tính chứ đâu phải ác tính. Mày đâu phải là không biết. Coi như mày giúp cho bạn bè chút đi. Vậy à, cô. Tôi không có thứ bạn bè dài vậy đâu. Nè, mày kỳ thị tuổi tác nha. Mày có tin tao đến ủy ban nhân quyền kiện mày hay không? Tôi đâu có đăng báo mướn người chứ. Khi không bà đem người đến bắt tôi phải mướn. Không mướn bà lại nói kiện tôi không biết phải kiếm bao công để thân quan sao? Đừng nói đến bà đại nhân. Mày thiệt là bạc nghĩa quá. Mày có tin tao mổ bụng của mày hay không nè? Nè, ok. Chỗ này bán đắt quá mà, mướn thêm một người đâu có sao đâu. Anh hai à, đừng nói ngon quá, mướn người khỏi trả công hả, anh trả phải không? Mày mướn người ta làm công thì người ta vẫn kiếm lại cho mày. No. Ok à, thật ra anh Toàn với Mimi nói cũng có lý lắm. Chúng ta nên mướn thêm người để giúp việc cho chúng ta đi. Vậy à? Vậy em nói sao hay vậy? Nè Mimi, bà thấy chưa? Tôi với bà hết địa vị rồi. Mình nói 10 câu cho bạn của cụ nói 1 câu đâu ha. Cái đó đâu có thành vấn đề hả? Cũng may là tôi biết trước, đã nhận cô làm con nuôi thì hắc cái vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời. Tôi nói trước nha, mướn á thì tôi chịu mướn, biểu ông phải đi làm đúng giờ, đừng để ông chỗ xa quá nha. Lý do gì tôi không chấp nhận đâu đó. Mày yên tâm đi, ông ấy luôn trong tiệm thì làm sao có chuyện đi trễ. Hả? Vậy có lợi cho mày mà, một công việc làm giữ nhà cho mày nữa. Nè hai vị, tôi bán trà trân châu chứ không phải bán trân châu, không cần có người canh gác. Tao đã nói với chú cậu rồi, không được say no. No. Coco. Hắc ký à, đừng như vậy mà. Hồi nào tới giờ anh đâu có bạc tình chứ. Thôi được. Nể em đó.
Đừng nói là tôi không nể hai người. Ok. Very good. Biết mấy con văn bậy bạ, nói hoài cả ngày mắc cỡ quá. Nè, mấy con bắn bạ thời đại 50 chỉ biết nói yes và chữ no, với lại biết nói tiền bạc thì có thể kiếm ăn được rồi, mày biết hay không chứ? Lúc đó tôi chưa ra đời mà bà nói cái gì là không được. Mày không phải chưa có ra đời mà mày còn mặc cái yếm thôi hả? Nè, bây giờ nói kiếm việc làm cho chú Cầu mà đừng đánh trống lảng. Đúng rồi. Nè, hát cái dứt khoát vậy nha hả? Được rồi. Nè, tao căn dặn mày đừng có hạ khắc cho ổng nha, có biết chưa? Được rồi, yên tâm đi. Mấy mì mình đi. Em có tin không? Gì? Chú Cầu đó là anten của Mimi do anh hai mướn về để kiểm soát chúng mình đó. Kiểm soát mình cái gì? Wow, kiểm soát coi mình có hẹn nhau không. Khủng quá à. Ai thèm hẹn hò với anh. Trời ơi, sao em không biết lo cái gì hết vậy? Chú Cầu đến đây làm sao mình còn có dịp để hôn nhau. Ai mà thèm hôn anh chứ. Anh à. Hả? Làm ơn tính tiền. Dạ được. Anh à. Hả? Đẹp trai quá ha. Cho hôn cái được không? Cảm ơn. 20 đồng. 30 đồng nè, khỏi thôi. Ok. Mai tôi tới nha. Dạ được. William à. William, em là Huệ nè, anh mở cửa ra đi. Mở cửa đi. William à. Anh mở cửa đi William. Anh cứ trong nhà hoài cũng vô dụng thôi. Anh có gì thì cứ nói ra đi, em giúp anh mà. Mở cửa ra đi, anh đừng có ở trống hoài mà. Mở cửa đi, William. William à, mở cửa đi. William à, em biết anh ở trong nhà mà, mở cửa đi. William. Không nhận ra anh à? Sáng nay anh thức dậy soi kiến, chính anh cũng không nhận ra được anh. $15 triệu tiêu tan hết rồi. Thiệt là không ngờ chuyến này chỉ có một dáng. Một dáng là xong tất cả. Bộ anh thu nhiều lắm hả? Toàn bộ. Chỉ trong một đêm là thua toàn bộ hết. Không đâu anh, anh còn căn nhà này nữa mà. Nếu như anh xoay sở không có đủ thì anh có thể lấy luôn căn nhà của em đi thế chấp. Không. Cái gì đó, anh đừng có như vậy mà. Anh ngồi nghỉ chút đi, anh làm cái gì vậy chứ? Xin lỗi. Lúc anh mua căn nhà của em, tiền vốn xoay sở của anh không đủ nên anh mới bán nó đi. Bây giờ cả hai căn nhà đều mất hết, xin lỗi. Bây giờ đừng nói chuyện đó nữa. Tổng cộng anh thiếu người ta bao nhiêu tiền? 5 triệu mấy. 5 triệu mấy. Xong rồi. Xong hết rồi. Không thể nào đâu. Anh quen biết nhiều lắm. Anh suy nghĩ coi còn có người nào có thể giúp cho anh hay không. Nhất định có mà. Còn ai mà chịu giúp cho anh nữa chứ. Anh thua bây giờ cả quần lốt cũng thua luôn. Đâu còn bạn bè nào chịu giúp cho anh. Đừng có uống nữa. Cho anh uống đi. Đừng có uống nữa, nghe em nói nè. Anh là một thần đầu cổ phiếu mà. Anh ở trong giới cổ phiếu đã lâu năm rồi. Anh không bao giờ bị như vậy mà gục xuống đâu. Chỉ cần anh chịu tính toán một chút, anh nhất định là sẽ ngồi dậy được. Nhất định được mà. Chỉ có 2 triệu thôi. Tony, có thể thêm chút được hay không hả? Anh Vinh à, nếu không phải anh giới thiệu, tôi không cho số này đâu. Thì cũng đúng, tôi hiểu mà. Vậy có mượn hay không? Không mượn thì thôi. Dạ mượn, không thành vấn đề. Nếu như không có gì, đưa căn cước hai người đây và ký tên vô. Anh Vinh à, ở đây 100 ngàn. Cảm ơn anh nhiều. Nhưng anh nhớ kỹ nha, tiền tới hạn phải trả đó. Tụi này mà hễ ra tay ha, họ ác lắm. Được mà, tôi xoay sở nhất thời không có được. Tôi nhất định trả đúng ngày mà. Vậy thì tốt, cảm ơn nhiều nha. Bây giờ mình chỉ chạy được có 2 triệu thôi. Còn 3 triệu còn lại đó làm sao chạy đây? Em yên tâm,
để anh tìm cách cho. Ê, William. Chào chú. William, xin lỗi nha. Tối hôm qua đi chơi khuya quá, bắt cậu phải chờ. Xin lỗi ha. Ngồi đi. Không có sao. Sao hả? Muốn ráp xong à? Nếu chú muốn chơi á, tôi sẵn sàng với chú mà. Bọn trẻ mà, mấy cậu thiệt là hăng quá. Thật ra cái này đến đây là có tin tức nội bộ. Tôi biết là cổ phiếu mấy bữa nay sẽ lên lại. Tôi muốn rủ chú hùng với tôi. Được chứ, giờ cổ phiếu tôi thích nhất mà. Hay là mỗi người ra vài triệu đi nha, ha, được không? Khổ cái là gần đây tiền vốn lưu động của tôi bị kẹt hết. Tôi muốn mượn chú 3 triệu. Tiền bạc ngoài đường, tôi dễ dãi lắm. Nhưng mà gần đây tôi nhận được một cái tin tức. Nghe nói cậu chơi cổ phiếu thua 20 mấy triệu à. Hồi nãy cậu nói tin tức đó có thiệt hay là giỡn đây? Tin tức đó nhất định thiệt mà. Thưa ông, ăn cháo yến xào đi. Để đó đi. Thật ra kỳ này... khỏi nói nữa. Nếu cậu là người trước đây thì tôi khỏi suy nghĩ, cho cậu mượn. Nhưng mà cái kiểu bây giờ của cậu chỉ có mấy triệu đồng thôi, mà cậu chờ tôi mấy tiếng đồng hồ. Nếu mà tôi cho cậu mượn, cậu lấy gì mà trả cho tôi? Thôi vậy đi. Nếu mai mốt cậu trở lại bình thường thì tới đây chơi với tôi. Vậy không làm phiền chú, xin phép. Được chứ, chị Ba, tiễn khách. Cái thứ chuột cống mà đòi làm cao sang, không biết coi lại cái thân của mình. Thiệt tình. Tại sao phải đến nông nổi vậy chứ? Bây giờ tụi tôi thiếu khoảng 3 triệu. Tôi thiệt là lo ảnh chạy không ra. Cổ là tôi với Matthew đã mua nhiều quá. Tiền bạc lại kẹt trong cổ phiếu nhiều nữa. Tôi bán hết đồ đạc cũng được. Mặc dù không bao nhiêu nhưng mà cũng đỡ. Của hồi môn đâu có thể đem bán. Đang cấp bách đó mà. Ý tốt của chị tôi hiểu lắm. Số tiền đó để tôi tự tìm cách. Chị có thể coi giùm tôi chút xíu được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn về sớm một chút. Không thành vấn đề. Cảm ơn. Các bạn à, cái vụ đó tôi đã nói xong hết rồi. Họ chịu giá của mình như là giá sơn quà. Nhưng mà thời gian là vấn đề quan trọng lắm, cho nên phải lập tức họp liền. Anh Mập, anh Ben, Apple vô phòng tôi họp ngay. Anh Hồng à, em cũng vô luôn nha. Nè, cái chuyện lâu quá rồi mà mình làm lại được. Tôi biết là tình trạng của mình thay đổi. Bây giờ ông Mã cho mình cái thời hạn là 6 tới tháng sau, cho nên cái bản giá là phải có liền. Vậy là mình phải làm thêm giờ rồi. Phải ráng mà thôi. Tôi biết là cực cho các anh em lắm. Không à, em có mừng không? Thật ra hôm nay em muốn xin phép anh nghỉ sớm 2 tiếng đồng hồ. Tại sao? Cái chân của ông nội cần tái khám, em phải đưa ông vô nhà thương. Để tan sở rồi hãy đi. Đông người lắm. Giả lại bác sĩ một tuần lễ chỉ có một ngày khám được cho nội của em thôi. Vậy thôi bữa nay đừng đi. Em cũng biết là công ty có nhiều cái anh cũng không rành. Nếu như khám không được ông bác sĩ này thì khám ông bác sĩ khác. Em cũng biết là ông khách này anh phải khổ lắm mới thuyết phục được ổng. Hơn nữa cái bản giá ngày mai phải nộp lên nên... Cũng đúng. Dứt khoát vậy nha. Em gọi điện thoại được không? Gọi đi. Alo. Alo anh Toàn đó hả? Sao hả Hồng? Chuyện gì? Không, có chuyện này muốn nhờ anh một chút. Nè, đi đi. Nè, cẩn thận nha. Được. Bắt cậu đi với tôi thiệt là ngại hết sức vậy đó. Mấy công chuyện này để con Hồng làm chứ. Không sao, bây nào tổng ở không à? Ở không à? Ở không thì tới nhà ăn cơm đi. Thôi được. Hả? Nhưng mà ông không được tiện. Tối nay tôi nấu cho. Được lắm. Quen cậu lâu nay à. Chưa có từng ăn gì cậu nấu à. Thôi vậy tôi đi mua đồ ăn nha. Được. Cực hết cả ngày trời, cuối cùng cũng có được thời gian riêng rẽ. Này Hồng à, chúng mình đi vô ăn đi. Xin lỗi, em muốn có thời gian riêng của em. Bye bye. Taxi. Để bước này
Để coi cậu đi đâu được nha. Lại một bàn nữa. Vậy thua thôi, cho bàn khác đi ha. Được. Chào nội, anh Toàn. À, cô Hồng có gì rồi hả? Nội à, sao khuya quá rồi nội chưa ngủ? Bà Châu đó, bắt cờ giỏi quá mà không chịu thua, đòi gỡ hoài à. Tại vì bắt con lại không cho dễ mà. Anh Toàn à, cảm ơn anh nhờ bắt anh phải đưa nội tôi đi tái khám. Đâu có sao, bây nào tôi cũng rảnh mà. À, Hồng à, ăn cơm chưa vậy? Dạ chưa. Ừ, con cứ vậy hoài, làm công chuyện à, cơm cũng bỏ luôn, coi chừng bị bệnh đó. Đâu có sao, lát nữa con ăn gói mì thì được rồi. Cô để phần cho con rồi, tắm đi rồi ăn. Ồ. Để tôi hâm lại cho ha. Anh Toàn đừng có sáo mà. Cô tắm chút đi. Con người của anh Toàn thiệt là tốt quá ho. Ồ, tốt thì tính tới đi. Tính cái gì? Cháu biết rồi còn hỏi nữa. Con chưa có kết hôn, để tụi nó cạnh tranh công bằng đi có được không ạ? Nội đang uống trà đó, đâu có phải là uống rượu đâu, sao mà sai vậy? Alo. Hồng à, em vô phòng anh một chút. Ok. Vô đi. Chuyện gì? Hồng à, cái bản giá ngày hôm qua em làm bị sai rồi. Không có lý nào đâu, em đã coi kỹ lắm rồi. Vậy em hãy coi lại đi. Vậy được, để em ra ngoài từ từ check lại. Xin lỗi nha, tại tối hôm qua công chuyện của anh gấp quá, làm sao mà để em về được. Anh đâu có lỗi, làm theo nguyên tắc mà. Tại anh không để cho em yên. Lần nào cũng xong chuyện rồi mới dỗ ngọt. Bộ tặng qua cho em thì em hết giận sao? Đâu phải. Ý gì đây? Chẳng những anh muốn em phải tha lỗi, mà còn bắt em phải làm vợ anh. Em nói đúng lắm. Có nhiều lúc anh không biết phân biệt công tư. Anh mong em cho anh cơ hội. Mai mốt anh có thể công tư rõ ràng. Sao hả? Chịu bỏ qua không? Anh quỳ đi. Ờ. Ê, anh đứng dậy đi. Nè, đứng dậy đi. Sao hả? Em có ok không? Được rồi, anh đứng dậy đi rồi mới nói. À. Nè, coi như em đã ok đó nha. Ừ. Chào nội. Ê, Sơn, rảnh lên chơi hả? Dạ phải, bữa nay cố tình đến thăm nội đó. Thiệt hả? Nội à, ai tặng xe lăn cho nội vậy? Thì là bà Châu đó. Hắn nói nội đi đứng bất tiện nên tặng xe lăn này cho nội à. Wow, mỗi lần anh tới làm cho nội chỉ 200 thôi. Vậy thì anh phải lỗ nhiều lắm. Có sao đâu, ở đời đâu thể lấy tiền bạc để cần lượng chứ. Nội đã nói bà Châu rất là tốt mà. Ừ. Nội à, hả? Mai mốt á, nội không cần phải ngồi xe lăn nữa đâu. Sao vậy? Bởi vì con đã có mướn người y tá tư để mà săn sóc nội suốt ngày. Thiệt hả? Cháu rể tương lai của nội mới đây đã tỏ vẻ ân cần rồi đó. Cháu rể? Cô chịu hứa kết hôn với con rồi đó. Thiệt hả? Cuối cùng khỏi sợ ế chồng nữa rồi à. Ê da, con không phải thứ đồ bỏ đâu nha. Tại vì người ta cứ năn nỉ tới năn nỉ lui hoài con mới chịu thôi. À, Sung à, kế hoạch mà con nói với nội đó hả? Ừ, có phải là thiệt hay không? Chứ còn gì nữa, con tính kỹ lắm rồi. Mai mốt con cưới cổ xong á hả, con sẽ hạ tiện được tiền nhân viên. Ê da, lấy anh rồi thì anh không phát lương cho em nữa hả? Không chịu đâu. Vậy thì coi em có săn sóc anh chu đáo hay không. Nếu săn sóc đàng hoàng thì cả tiền lương của anh phát luôn cho em cũng được mà. Đại gia, ông uống gì không? Nếu như bây giờ có được một ly trà thật là nóng, loại trà ô long đó, thì thật là hết ý đó. Không thành vấn đề, honey. Wow. Cô mới đây là làm thật đó hả? Trà ô long chứ gì, sẽ có ngày. Sung à, cái con cháu này của tôi nó phiền phức lắm đó.
Mai mốt à, cậu nhất định khổ rồi. Vậy thì chắc là đành phải chịu rồi. Nội biết tụi cháu đứa nào cũng có hiếu lắm. Nội biết à, ai cũng muốn sống riêng biệt. Nội biết điều lắm mà. Nhưng mà cổ lại thích ở chung với nội đó. Nó muốn ở chung với nội thôi. Nội đâu có muốn ở chung với nó chứ. Phiền hà lắm. Ở chung à, viện dưỡng lão thế nào vậy hả? Viện dưỡng lão Hồng Kông á. Nội à, nội muốn ở viện dưỡng lão à? Nội già rồi, viện dưỡng lão cũng vậy, về quê thì cũng vậy. Bề nào dưới quê nội cũng có biết bao nhiêu bà con hàng xóm nữa. Sự thật à, như thế nào hả? Viện dưỡng lão ở Hồng Kông bây giờ khác với hồi xưa ghê lắm. Chỉ có một cái giường với một cái tivi. Thiết bị của nó bây giờ đầy đủ lắm. Hơn nữa nội vô đó thì vui hơn, lại nhiều bạn bè nữa. Thiệt hả? Ừ. Vậy chừng nào dắt nội đi coi đây? Mai mốt đi. Được. Đúng, viện dưỡng lão bây giờ khác hẳn với hồi xưa. Hoàn cảnh thiệt là tốt quá, lại vui vẻ nữa. Thiệt là hay. Nội có biết múa kiếm không? Để cái chân của nội mạnh lại rồi nội biết chứ. Xong à, có người bắt cờ kìa. Nếu mà mai mốt quá con mắt bận, nội đâu cần sợ không có ai đánh cờ. Vậy cũng đúng, con có biết hay không, ngày nào mà nội không bắt cờ hả, cái tay của nội ngứa ngáy lắm đó. Chú Tư à, lo đánh cờ hoài quên uống thuốc hả? Đến giờ rồi sao? Tới giờ rồi bởi chú quên hay sao? Đúng à. Cô này săn sóc cho mình đó hả? Còn hơn con do tôi gấp 1 triệu lần nha. Chứ lại chọc tôi nữa. Mình đâu dám người đẹp. Sùng à, y tá ở đây thiệt là đàng hoàng quá ha. Nội à, con về nè. Sao hả? Chơi có vui không? Cũng vui lắm, nhưng mà mỏi miệng quá à. Đã lâu rồi không có gặp được đám bạn học, cho nên nói nhiều quá. Nội à. Hả? Ghế này thiệt lạ quá ha. Đúng rồi, thoải mái lắm à. Nè. Ôi, coi chừng đó hả? Bà Châu tặng cho nội đó mà. Biết rồi, dữ quá. Sao hả? Anh Sùng dẫn nội đi đâu đó? Ê, con căn dặn nó đâu có dám mà không làm chứ. Nó đưa nội đi uống nước, rồi đưa nội đi công viên. Nó làm tròn bổn phận làm cháu rể rồi đó. Vậy mới được chứ. Nếu mà ảnh không tử tế với nội, con sẽ bỏ ảnh cho coi. Ê, lớn rồi mà còn nói chuyện bậy bạ không à, thiệt. Cái gì vậy nội? Đưa con coi. Viện dưỡng lão. Sau khi uống nước xong rồi, nội với nó đi coi thử thôi mà. Nội nói ảnh đưa nội đi dạo công viên, tại sao lại đưa nội đi coi viện dưỡng lão? Do nội biểu nó đưa đi mà. Nè con à, bây giờ con đã lớn rồi, con sắp sửa lấy chồng nữa. Không lẽ biểu nội ở chung với con suốt đời sao? Con yên tâm đi, nội tự biết lo cho nội đó mà. Chào em. Ủa, mấy người đâu? Họ chưa vô à? Ngày hôm qua có phải anh đưa nội em vô viện dưỡng lão không? Đúng vậy. Sao anh phải làm vậy? Tại ông muốn đi đến đó coi thử cho biết. Ông còn nói là mai mốt sau khi mình đám cưới rồi, một là ông sẽ về quê, hai là ông vô viện dưỡng lão. Anh cảm thấy vô viện dưỡng lão cũng đâu phải chuyện xấu, cho nên mới dắt ông đi. Hồi nào tới giờ em chưa hề nghe ông nói qua. Em chưa nghe nói vậy đâu có nghĩa là ông không nghĩ tới. Nhưng mình đám cưới rồi thì cũng vẫn lo cho ông được thôi. Em à, bây giờ mình làm lụng cực khổ quá, mai mốt mình đám cưới rồi á, chính mình còn lo không xong nữa, còn phải lo cho ông nữa sao? Anh nói như vậy có nghĩa là mai mốt mình đám cưới rồi thì không còn thời gian lo cho nội nữa hả? Do em phân phối thời gian có vấn đề thôi. Anh đâu nói là không lo cho ông chứ. Em à, nội ông cũng có cái thế giới của ông chứ. Cái thế giới của nội chính là em nè. Em không cảm thấy bây giờ em cực khổ lắm sao? Em đừng cho rằng vô viện dưỡng lão là một chuyện sỉ nhục chứ. Anh cũng đừng cho rằng phải lo cho một người, chỉ cần cho ăn 3 bữa thì đủ hết mọi việc. Còn nhiều chuyện lắm. Nếu không phải có sự cần thiết thực tế, Hồng Kông cũng đâu có cần có nhiều dưỡng lão như vậy chứ. Chính vì Hồng Kông có quá nhiều người như là anh, khi chúng ta còn có khả năng, tại sao không biết làm tròn bổn phận con cháu của mình chứ? Anh có nghĩ tới tình thân hay không? Tại sao anh không suy nghĩ coi ở đâu mà có được anh? Hồng à, em hãy nghe anh nói đã. Em phiền quá à. Thưa ông, bao nhiêu người? Tôi kiếm bạn. Hai vị dùng gì? Nước ra được rồi.
Anh Bình à, gặp tôi bác có chuyện gì không? Còn hỏi nữa, tiền bữa đó đến hạn rồi, đã chuẩn bị xong chưa? Anh Bình à, lúc này tôi thiệt kẹt quá, có thể trễ vài bữa được không? Sao nói kỳ quá vậy? Tôi coi anh như là bạn thân, tôi mới giới thiệu ông Hoàng cho anh đó mà. Anh đã biết ổng là hạng người gì rồi. Tới khi mà anh không có tiền trả, ổng muốn làm nhiều việc lên, tôi cũng không giúp được với anh đâu. Tôi cũng hiểu. Tôi nói bấy nhiêu đó thôi. Tóm lại, anh ráng mà liệu đi đó ha. Bây giờ tính sao đây? Kiếm bạn bè thương lượng chút. Em còn bạn bè gì nữa để mà thương lượng? Hay là vậy đi, để em về nói chuyện với anh hai. Này Vinh à, nếu không phải là mày thì là đâu cho hắn mượn 2 triệu chứ. Bây giờ nó không có tiền trả tính sao đây hả? Tôi không ngờ hắn thể đến như vậy. Bể cái nồi thì còn cái nắp chứ. Tôi nghĩ chắc giả giờ thôi. Thấy quan tài thì chắc hắn phải đổ lệ. Được, để tao cho hắn biết mà. Làm gì đi. Tao đã nói với cô nhiều lần rồi mà, làm việc gì cũng phải lượng liệu mới được. Cô làm nghe tôi nói. Quý Lâm không biết hả? Anh biết. Vậy tại sao không giúp cô? Chính anh cũng không có xong, cho nên em với ảnh mới đi mượn công ty tài vụ. Cái gì? Dám đi mượn cho dây lợi? Kỳ hạn đã tới rồi, tụi em thì là vô phương mà. Xin anh hãy giúp cho tụi em đi. Chuyện lớn vậy bây giờ mới cho tôi biết à? Thiếu bao nhiêu? 2 triệu bạc. 2 triệu? Em và anh mỗi người chịu 1 triệu. 1 triệu đủ chết rồi, ở đâu nhiều tiền vậy? Cái tiệm mắc ký anh có cổ phần mà. Lúc trước là mình đồng ý cho người ta mượn tiền, nói rõ ràng là thiếu lời phải chia. Bây giờ đâu thể đòi ngang vậy được. Anh ta là chịu giúp cho bạn bè chứ không chịu giúp cho em của anh. Là do hắn hại cô mà kêu hắn giúp cô đi. Tại vì anh không có thời thôi. Hắn không phải là không có thời mà là hắn người xấu đó. Em tưởng là anh đã thay đổi cách nhìn với ảnh, thì ra anh cũng vẫn như là hồi xưa. Thực tế anh đâu có hiểu là tại sao anh phải làm như vậy. Tôi đâu cần thiết phải hiểu. Anh chịu cực khổ đi kiếm tiền cũng chỉ vì mai mốt cưới em và sau đó tạo cho em một cuộc sống thoải mái. Đó là đúng tư cách của một người đàn ông. Đó cũng là cái điểm mà em thưởng thức nhất. Cô đang nằm mơ mà thức giấc rồi mới nói với tôi. Thời gian em quay lại với ảnh nhiều hơn anh. Em hiểu ảnh nhiều hơn là anh hiểu ảnh. Cô hiểu móc gì? Thắng xô cô xuống núi rồi mà, cho hắn lặng nhận. Anh không giúp thì thôi, anh đừng có nói nhục ảnh. Cái gì? Gì vậy hả? Tụi bay làm gì vậy? Hả? Quế à, chú đi. Nè, mà bà, cái gì vậy? Chuyện gì đó? Bà hỏi cô đi, hỏi tôi làm gì? Sao hả? Em đã nói tới khô cả nước miếng, nhưng mà anh vẫn không có chịu giúp cho em. Anh của em đâu phải là người giàu có, anh đâu có sức để giúp chứ. Nhưng mà em thì là muốn anh giúp cho em. Không vô dụng thôi.
Anh lo không xong. Thì không ngờ đến giờ này thằng Cương này phải mất hết tiền, mất hết tất cả. William à, anh đừng có như vậy mà. Em đã phải gồng mệt lắm rồi. Em thì là mệt lắm. Nếu như anh tự bỏ rơi anh thì em làm sao có thể ráng lên được đây. Mình nhất định phải gồng lên, nhất định phải có điểm lạ. Anh không bao giờ thất bại, anh phải được, anh nhất định thành công, anh nhất định thành công. Cháy nhà kìa, cẩn thận nha anh. Tránh ra đi. Julia, đừng có sợ nha. Không có gì đâu, không có sao đâu. Họ muốn giết chết mình đó, báo cảnh sát đi. Không cần báo cảnh sát, họ chỉ dọa mình thôi. Nếu không, họ đã có bóng chuông hả? Nếu họ trở lại thì tính sao đây? Họ chỉ muốn tiền thôi. Em nghĩ coi, nếu như mình chết rồi, ai trả tiền cho họ chứ? Đừng có sợ, chỉ cần mình hợp tác với nhau, mình sẽ qua được cái ải này. Anh lớn tiếng quá, bà không sợ anh hai rầy hả? Bộ luyện khí công có phạm pháp sao? Rầy gì? Anh Toàn đó dẫn cái vụ của cô Năm, cho nên sáng nay tụi con chào ảnh, ảnh cũng không thèm ngó ngàng tới tụi con nữa kìa. Vậy thì sao chứ? Có nhiều cái mình lo nhưng mà lo cũng không có được đâu. Cứ để tự nhiên đi. Anh hai từ nào tới giờ vẫn thương cô Năm lắm. Tại sao kỳ này anh tàn nhẫn vậy? Nói ra mày hỏi nó đi. Đừng có giỡn nha, bộ muốn ảnh chém tôi hả? Nè. Anh hai để em phụ cho. Wow, hay quá. Bữa nay mình được ăn hột gà với lạc xưởng Mỹ, thật là ngon quá. Hay quá hết sảy à. Nè, ngày nào mà mày không ăn hột gà như vậy chứ? Có cần mừng như vậy không hả? Khác lắm đó Mimi à, coi cho kỹ đi. Bữa nay anh Toàn làm đặc biệt lắm đó. Bộ nó có thiều bồng ở trển đó hả? Hai đứa tụi bay thiệt là tệ quá đi. Muốn dụ cho thằng mập nó mừng thì làm cách khác đi. Làm bậy không à, thiệt là bậy bạ. Chẳng có biết cái gì khôi hài, thôi đừng nghĩ bả nữa, ăn sáng đi. Uống sữa. Sao gà bữa nay mặn quá vậy? Không được đâu, tôi vô xúc miệng đó. Cái dĩa của tao cũng vậy nữa. Mập à, mày làm mất trình độ quá đi. Chân lưỡi của bà có vấn đề chứ gì, nói bậy không à. Sao không thấy dĩa của tôi mặn? Ô, anh hai, bộ anh điên hả? Anh lấy muối chiên hột gà. Tôi không được đâu, mặn đến khùng luôn, phải đi xúc miệng đã. Coi này nè. Chuyện gì đây? Bộ anh điên hay sao hả anh hai? Cô làm dữ hả? Không ăn thì thôi, làm gì nói gì quá vậy? Mày làm lũi được, tao làm lũi không được sao? Hả mày? Ngày nào thức dậy sớm làm ăn giùm ăn, mày còn nói nữa hả? Mày thức dậy sớm làm đi. Nó cũng không phải cố tình đâu, kệ đi. Bạn nói xấu tôi hả? Mày nói tôi là mất tình được, bạn phải tốt lành gì đâu. Mà bà mày muốn gì đây? Mày muốn đánh tao hả? Lát nữa mày rảnh không vậy? Rảnh chứ. Tôi với bà đi thăm Huệ nha. Đi thăm nó làm gì? Đi qua cổ thế nào mà. Cô không phải là con ruột của bà không? Sao không thấy bà quan tâm tới vậy? Đi với mày cũng được, nhưng mà đừng có la tao nha. Bà lớn tuổi hết, phải nói bà trước tụi nó mới sợ chứ. Cái này gọi là giết một dọa một trăm. Đó là tác giả Tôn Tử Bình Pháp đó. Ừ, ta ăn đi. Cái hột gà cũng bị mày quăng rồi. Ăn miếng của tôi đi. Thôi đi, mặn muốn chết. Miếng của tôi không có muối đâu mà. Ăn đi. Tao thiệt bị mày làm tức chết đó. Chứ còn gì nữa. Bà tưởng tôi ngu lắm sao? Yeah.
坚强，你总是心太软，心太软，把所有问题都自己扛，相爱总是简单。